Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin nói về một kỷ niệm buồn có tựa đề giết nhầm hơn bỏ sót. Điều mà tôi muốn chia sẻ về việc liên can đến chính bản thân tôi dù đã qua nhiều năm. Năm 2006, tôi được tuyên mục tại sao không của VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, mời tham gia phim phóng sự có tựa đề Đủ nước sạch cho mọi người. Bởi vào thời đó tôi có một số sáng kiến liên quan với chủ đề, hai sáng kiến của tôi đã nảy sinh ra phim phóng sự về nước này. Tuy nhiên ở đây tôi không bàn đến bộ phim của chương mục Tại sao không của Truyền hình Việt Nam đã khá lâu rồi, mà muốn nói đến cái góc khuất tôi từng gặp phải một kỷ niệm buồn đó, không muốn nói là xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tôi đã phải tự mình vào Sài Gòn tìm đến trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để tham gia làm phim cùng với biên tập viên xinh đẹp thời đó là chị Hồng Hoài. Nội dung làm phim là ở tại trường quay nên cũng chỉ gói gọn trong buổi. Vào thời đó, những người tham gia làm phim như tôi, người ta tốn tiền xe tàu đi lại, rồi sau khi thành phim, Đài Truyền hình sẽ tặng kỷ niệm cho người tham gia như tôi một đĩa CD, trong đó là phim và một chiếc áo có gô lô. Tại sao không hề có tiền thủ lao đâu nhé? Tôi về nhà sau một thời gian thì nhận được điện báo của người phụ trách rằng đã gửi quà tặng cho tôi qua đường bưu phẩm. Vâng, tất nhiên là vậy. Câu chuyện chính là từ cái góc khuất này đây, tôi chờ đợi nhận quà qua đường bưu điện một tuần, hai tuần, rồi đến ba, bốn, năm tuần, chẳng thấy đâu. Tôi nhiều lần đã điền qua lại với người phụ trách gửi bưu phẩm. Người này cũng rất ngạc nhiên, không rõ nguyên nhân nào hàng không đến. Phải đến hơn một tháng rưỡi sau, gói bưu phẩm này mới đến tôi. Mở gói bưu phẩm ra mới ngạc nhiên hơn, bởi nó có hai bì gói. Bì ngoài ở đâu đó người ta không ghi địa chỉ người gửi. Phong bì trong đã có kẻ nào đó phá mớ, bì này mới đúng là người phụ trách chương mục Tại sao không như đã nói trên gửi cho tôi. Lần đầu tiên trong đời được lên phim ảnh trên truyền hình nên rất hào hứng, muốn mở phim ngay từ đĩa CD gửi tặng để xem hình ảnh của chính mình. Nhưng ôi thôi, đầu độc cứ nhất thiết từ chối chạy cái đĩa này suốt bao trắc trở chờ đợi, rồi nay lại càng thất vọng với cái đĩa mới tinh lại có thể bị hỏng. Nhìn kỳ trên mặt đĩa CD trắng cũng dễ dàng nhận ra ngay một vệt nám bằng đầu ngón tay đã xóa đi phim trên đĩa. Tôi điền báo cho người phụ trách về vụ việc này, đồng thời tôi gửi trả đĩa đó. Người phụ trách không thể tin nổi sự việc bất ngờ này. Sau đó tôi nhận được một đĩa CD khác thay thế. Đơn giản chỉ là một gói bưu phẩm danh chính ngôn thuận từ Đài Truyền hình Việt Nam gửi cho tôi, sao lại có thể gặp rắc rối đến vậy? Sau một thời gian định hình, tôi mới nhận ra rằng ai đã có quyền vi hiến
ngang nhiên mở thư tín của người ta trên đường vận chuyển của bưu chính Việt Nam mà không hề một lời giải thích. Ai có quyền thu giữ dài ngày, nghiêm trọng hơn, hủy hoại sản phẩm chính đáng của người dân đang trên đường vận chuyển. Việc hủy hoại đĩa CD chỉ bằng một việc nhỏ là hết sức chuyên nghiệp, thật đáng ghê tởm. Trở hồ tiêu thay, đối tượng lại là Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước gửi quà cho một người dân đã có sự đóng góp nào đó cho truyền thông đất nước. Lại dễ bị cư xử như thế một thế lực thù địch. Ai có thể đứng trên hiến pháp, pháp luật để có thể hành xử một cách chuyên quyền, độc đoán như vậy? Còn một chi tiết mà kẻ ngồi xổm trên pháp luật dễ làm dùng, đó là vì cái tên. Có hàng ngàn vạn gói bưu phẩm chuyển trên đường bưu chính Việt Nam, vì sao hàng chuyển đến hoàn truyền chính đáng cho tôi lại bị liên lụy? Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà chỉ vì một cái tên ghi ngoài bị gửi đáng ngờ quá. Khốn nổi, người ta không ghi người gửi rằng là Đài Truyền hình Việt Nam mà lại ghi một cái tên của công ty chuyên sản xuất phim ảnh cũng là của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời đó là công ty Việt Mỹ. Vâng, cái tên Việt Mỹ có vẻ như là chấm 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 đã nói lên tất cả. Tôi không muốn bàn đến cái tên vì nó liên can đến quan hệ quốc tế. Chỉ những kẻ độc đoán, thâm căn cố đế, hoang tưởng, nhìn vào đâu cũng rất thấy kẻ thù mới hành xử một cách nông nổi. Đến như Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan truyền thông chính thống, như tôi đây, một thần dân gần 20 năm đi đánh giặc bảo vệ tổ quốc, cũng không đáng tin, cũng bị nghi ngờ đây là thế lực thù địch, một kiểu giết nhầm hơn bỏ sót. Thế đấy, mọi người à, câu chuyện ở góc khuất tường giản đơn nhưng đáng lưu vào sử sách ấy chứ.